Em Hoa Lan Thanh Mai 98 xin mến chào tất cả các bác. Buổi sáng nay tiếp tục lên chia sẻ với các bác Hoàng Nhạn nha. Thế là em đang lên là trụ dáng hương tam bảo sắc đang nụ các bác nha. Các bác mua hàng gọi trực tiếp vào số 0372094157 nha. Đăng ký Hoa Lan Thanh Mai 98 để theo dõi những video trực tiếp nha cả nhà. Cái này là dáng hương tam bảo sắc trụ khủng đang nụ nha, rất là nhiều nụ luôn. Rất là nhiều nụ luôn này các bác này. Đấy. Các bác nào yêu thương được trụ này em gả nha. Đó, đẹp lắm, nói chung là to lắm. Đây, các bác ngắm nha. Đây, bên này. Đấy. Rất là nhiều nụ. Ngọn thì nhiều lắm. Chỗ này thì quá đỉnh luôn các bác. To đẹp. Cái ngọn dài nhất của nó cả hơn 1 mét đó nha. Các bạn yêu thương trụ tác phẩm này em gả nha. Tác phẩm giá là 2,2 triệu đó nha, 2,2 triệu thôi. Các nào muốn uống trà ngon Thái Nguyên thì liên hệ cho em nhé. Chuẩn rất trà Tân Cương nhà làm, sạch ngon. Đây ạ, nhạn em thuần rồi bác nhé. Cái này là mã số gấu 1 đi. Gấu 1 em thuần trong chậu đất bác nhé. Cây nào cũng có nụ bác nhé. Đây, cây này thì nụ bé này. Mới bắt đầu chui ra này. Đây, cây này nụ đây bác nhé. Đấy, nó trắng trắng đấy. Chúng là nụ phải để ý kỹ mới thấy được ạ. Đây, đẹp lắm. Cái này chậu đất này. Mã số gấu 1 bác nhé. Bộ rễ này, khủng khiếp này. Mã số gấu 1 là cô chú ba chị lên giúp em là 450k. Gấu 1 là 450 nhé, chậu 2 cây. Gấu 1 450 chậu đất. Chậu này chơi chơi đến vài năm nữa mới phải thay cây. Mã số gấu 2 cũng nhá, chậu 3 cây một nụ này. Cái này không biết là 1 hay 2, chỗ này vôi nó bị lấp rồi. Cái này 1 nữa này. Cái này 1 nhỉ. 1. 1. Cây nó đanh các bác nhé, cây nó đanh. Đây một nữa. Nói chung là cây này thì trước mắt là 3 nụ, không biết nó có bị chắn vôi không, em chưa nhìn rõ. Này thuần chậu nhựa các bác nhá. Gấu 2 đây ạ, gấu 2 đây, rất là đẹp này. Các bác sắp được ngắm hoa rồi nha. Cực phê luôn. Gấu 2 đây, chậu 3 thân. Cô chú bác anh chị lên giúp em là 550k. Gấu 2 là 550k các bác nhá, chậu 3 thân. Rồi em sang gấu 3. Gấu 3 nhiều ngọn lắm các bác ơi. Lắm mít này. Em xem nào. Cái này chả thấy nụ thì chắc chưa ra. Chưa có. Chưa có. Ui, 5 cây. Gấu 3 này 5 cây đó nha. 5 cây. Em xem cây to này nào. Cây to này đang sưng mắt nụ rồi đó nha. Sưng rồi, sưng rồi. Gấu 3. Gấu 3 có nha. Chậu 5 ngọn. Đang sưng mắt nụ rồi. Đó, gấu 3 cô chú bác anh chị lên giúp em là 550k. Gấu 3 là 550k, chậu 3 ngọn nha. À chậu 5 ngọn. Gấu 3. Em sang gấu 4. Gấu 4 đây. 3 cây các bác nhá. Cái này có một nụ này. Ui lá nó đang đi phát đẹp không các bác. Mỗi cây hai cây to là mỗi cây một nụ các bác nhá. Hai cây to mỗi cây một nụ. Cây bé này thì chưa ra, chắc là nó ra sau. Đây là vôi các bác nhá. À, cây bé này ra sau, cái này chậu đất các bác nhá. Chậu đẹp lắm. Chậu rất là đẹp này. Đó. Gấu 4. Các bác lên giúp em là 600. Gấu 4 là 600. Đẹp không? Ba thân các bác nha, ba thân to. Gấu 4 600 em lên gấu 5 này. Gấu 5 mít đẹp không? Mít các bác nha, không biết có nụ chưa nhỉ. Cái này có một nụ này. Đây ở chỗ này các bác này. Giờ em sang là gấu 5 nhá. Cây đến một nụ. Cây này cũng một nụ này các bác này. Một nụ ở chỗ này này. Nụ bé quá nhá. Gấu 5. Cây này chưa thấy. Chắc là ra sau. Gấu 5 các bác nhá. Đẹp không này. Toàn bộ là mít xếp này. Gấu 5. Gấu 5 em lên là 550k nhá. 3 ngọn quá rẻ luôn. Hàng thuần đang nụ. Mà tìm đâu được nhận nụ. Gấu 5 là 550k. Em sang gấu 6. Cây này nó ăn nắng này.
Vôi con nhá, vôi. Gấu 6. Wow, cây này hai nụ bác này. Cây này hai nụ nhá. 1 2 cây này hai nụ, cây này xem. Cây này cũng hai nụ này các bác này. Các bác nhìn thấy không ạ? Hai nụ đấy. Đây nụ ở đây này, đây này. Đó. Gấu 6 là được 4 nụ nha, hai cây 4 nụ. Các bác lên xem là 500. Gấu 6 4 nụ các bác lên xem là 500 nhá. Đẹp không? Hai cây 4 nụ. Em sang gấu 7. Gấu 7 đây. Chưa thấy nụ nhỉ. Gấu 7 chắc là nó ra sau các bác nha. Gấu 7 em lên là 550k các bác nha. Ba ngọn to đẹp. Ba ngọn to đẹp chắc là nó ra sau, nụ sau thôi. Gấu 7 là 550k, đẹp quá. Ôi trời ơi, quá đẹp quá rẻ. Em sang gấu 8. Gấu 8 đây ạ. Đây có nụ rồi nhưng không biết là 1 hay 2 đây các bác này, nó bị dính cái vôi ở giữa. Gấu 8. Cây này xem nào, xem ngang. Nhìn không rõ lắm các bác ạ. Gấu 8 đây đẹp không các bác này. Đấy, các bác lên xem là 500k nhá. Gấu 8 500. Ui đẹp quá. Đó. Em sang gấu 9. Ủa cây này nó ăn nắng các bác này. Cây này già cây này. Một nụ, hai nụ các nha. Cây này hai nụ này. Cây bên này xem nào. Cây này nó bị mất lá chân. Một nụ này. Một nụ. Ui lá mít các bác này. Gấu 8 nhá, hai cây này. Các bác lên xem là 500. Gấu 8 là 500 nhé, được 3 nụ. Gấu 8 được 3 nụ. Đẹp không? Rồi em lên hai chậu trầm tím này. Giá là 450 nhé. Hai chậu trầm tím 450. Hoa tàn rồi, thơm lắm các bạn. Đây nụ chi chít này, nó về ngắm nụ nhá. Đây toàn bộ là thân nụ các bác nhá. Thân nụ này, toàn bộ luôn. Đó gấu 9 hai chậu tím, hai chậu tím. Các bác lên xem là 450. Rồi gấu 9 450. Sang gấu 10 đuôi cáo nha. Đuôi cáo đây. Đấy, ở chậu đất ghép gỗ lũa. Ở gấu 10. Gấu 10 là 270k, chậu 2 cây, gấu 10. Hai. Gấu 12 cũng 350 các nhá, 350. Rồi đây là đuôi cáo. Đó, gấu 13 350. Cô chú bác chị vào mua hàng online thương mại theo số điện thoại là 0372 094 157 nhé. Em xin kính chào và hẹn gặp lại.